và hello, xin chào chân mình thì mình là hôm nay thì ngắm mình tiếp tục trở lại làm video để cho mọi cùng xem. Thì ngày hôm nay ngắm tiếp tục quay trở lại với series người giấy mọi người ơi. Thì phải gọi là khá là lâu rồi, một khoảng thời gian khá là dài mà ngắm không làm về người giấy nữa. Lý do bởi vì là ngắm lười đó mọi người. Thật ra thì là người giấy nó cũng không lâu lắm đâu, nhưng mà ngắm lười cho nên là không có làm đấy. Và ngắm cũng thấy là mọi người khá là ngán ngẩm cái series vẽ của ngắm rồi, bởi vì khi mà vẽ đa số là ngắm làm về chị Simmy hoặc là làm về Hero Team, cho nên dẫn đến là một cái chủ đề nhanh đi nhanh lại sẽ làm mọi người chán. Ngẫm quyết định là hôm nay mình sẽ quay trở lại với series người giấy, và ngẫm không làm người giấy Hero Team mà ngẫm sẽ làm người giấy 12 cung hoàng đạo cho mọi người bớt chán mọi người ơi. Thì hôm nay hộp người giấy mà ngẫm làm đó chính là hộp người giấy cung cự giải. Đây là cái bé cung cự giải mà ngẫm vẽ ấy, và đây cũng là một bộ trang phục mà tí nữa cũng sẽ có luôn đấy, nhưng mà đây là bản chibi cho mọi người xem trước thôi. Và ở cái hộp này thì nó không có được như những cái hộp ngày xưa là đẹp các thứ, được viền kim tuyến thứ bởi vậy cho nên ngọc không có giới thiệu đằng sau lần trước bởi vì nhìn nó xấu quá cả đấy. Bởi vì ngọc làm vội, còn ở trên cái bề mặt thì cũng không có được trang trí kỹ lắm, mà chỉ đơn giản là cái chữ búp bê với lại chữ cự giải cho mọi người biết cái chủ đề của cái hộp người giấy này thôi. Và viền ở xung quanh là màu kem và màu vàng, cái màu mà ngọc thường vẽ cung cự giải là ngọc lấy cái màu này làm chủ đề chính ấy. Ở đây thì có bé cười giải ha, và thì đây chính là cái hộp của chúng ta, một cái hộp hình chữ nhật bình thường đấy. Và đến với bên trong không có gì hết, bên trong mình để tiết lộ cho mọi người là nãy quay bị lỗi nên tắt quay lại đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bên trong của cái hộp người giấy này nha. Ok mọi người, thì đây chính là những cái phụ kiện ngày hôm nay, cũng như là họ sẽ giới thiệu cái em nhân vật chính mọi người ơi. Thì đây là em nhân vật chính của chúng ta đó, mọi người thấy đây là em nhân vật chính. Từ từ ngắm chỉnh chút xíu để cho mọi người nhìn được cái em nhân vật chính ha. Thì đây chính là em nhân vật chính của chúng ta, là em người giấy cung cự giải mọi người. Hiện tại thì em này chọc lóc không có gì hết, tí nữa thì mình sẽ cho tóc vào sau nè đó. Em này là người giấy có khớp, khớp thì ngẫm làm tượng trưng cho có, chứ ngẫm không có làm được cái khớp lúc mà lúc trước cũng làm nữa đấy. Và bởi vì là không có dạng ngón chân nên là cũng đã cho em này hai cái giớ gắn liền với cơ thể đấy. Mặt thì khá là dễ thương ha, ngỗng lấy cái màu mắt là màu cam, kiểu cam đậm đậm á đó. Ok, không biết mọi người có nhìn được không nữa đấy. Ok, và đây chính là cái body của em này. Tiếp theo đó chính là phần những bộ quần áo thì hồi nữa ngỗng mặc lên này ngỗng sẽ giới thiệu kỹ cho mọi người. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu gọi là vào cái chương trình thời trang của em này nha. Đầu tiên thì gọi là ngỗng lấy cái bộ đơn giản nhất đi ha. Thì ngỗng lấy là bộ trang phục học đường đi. Thì mình sẽ có bộ tóc đi kèm đó, bộ tóc nhìn rất là năng động đúng không? Ok, cái này mình không có thời gian mình làm cái tóc dạng kia, cho nên là ngỗng xin phép được dùng tóc kiểu dán keo với mọi người đó. Rồi bây giờ thì ngẫm sẽ phóng to ra cho mọi người nhìn rõ ha. Dễ thương quá đúng không? Đấy, để cho em này bớt chọc thì mình sẽ đeo vào bởi vì nhìn dị tục quá. Ta-da! Đấy, nhìn dễ thương. Cái này hơi lỗi xíu nhà, sao. Đó, giờ chúng ta sẽ đến với cái phần đằng sau, là cái phần này. Chà mẹ ơi. Đó, tí nữa là dọn mệt người luôn đó. Ok, nhưng mà không sao, để cho mọi người bớt chán thì ông sẽ cố gắng. Ui, cái gì à. Tiếp theo thì ông sẽ mặc lên cái bộ này. Đặc biệt ở đây Ngọc không xài keo, bởi vì khi mà xài keo thì Ngọc sẽ làm hư body, cho nên là Ngọc quyết định là mình sẽ dùng cái kẽm mọi người. Ngọc đã xài sẵn lần trước rồi cho nên lần này còn dư rất là nhiều luôn, mình muốn tận dụng ấy. Đây, để mặc được cái này thì mình cũng phải gỡ ít keo ở đây. Ngỗng nghĩ là xài một cái dạng kiểu keo nhỏ nhỏ như vậy thì nó sẽ không sao, nhưng mà nếu mình dùng một cái mảng bự á, ngỗng sợ là nó sẽ bị hư body. Đấy, kiểu như này. Sau đó thì giơ hai tay của em này lên, mình lật cái đằng sau này mọi người. Đấy, body đằng sau thì trắng muốt không có gì hết. Sau đó thì mình sẽ như này. Ta-da. Bây giờ mình chỉnh cái tay cho nó ổn mát lại nè. Đó, và chúng ta đã có được một bộ đồng phục học sinh. Bây giờ thì mình sẽ phóng nhỏ lại cho mọi người nhìn được full nha. Đấy, tiếp đến thì mình sẽ cho giày vào mọi người.
em người giấy là phiên bản học sinh nhìn cũng rất là dễ thương đúng không? Đó, và kiểu ngỏng định cho là màu cam cơ, nhưng mà ngỏng nghĩ là đồng phục học sinh thì nên cho kiểu màu xanh như này, nhìn nó sẽ dễ thương hơn. Ok, vậy là mình đã xong bộ này rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bộ tiếp theo ha. Ok mọi người ơi, vậy là mình đã lấy đồ ra rồi. Bởi vì không lấy đồ nó khá là lâu, và không biết mọi người biết tính ngỏng rất là vụng về, làm nó rất là hậu đậu, cho nên là nó kiểu nhìn nó không được ok cho lắm, cho nên cũng quyết định là mình sẽ cắt khúc đó ra. Ok, bây giờ thì ngẫm sẽ đến với cái phần mặc đồ bộ này tiếp theo ha. Bộ tiếp theo ngẫm mặc là bộ này, bởi vì ngẫm kiểu thích bộ này nhất á, cho nên ngẫm nghĩ là ngẫm sẽ mặc bộ này ở cuối. Cái gì mà ngẫm thích nhất thì ngẫm sẽ để ở cuối mọi người. Đây, ngẫm giờ ngẫm sẽ đến chuyên mục phóng bự để cho mọi người nhìn. Ở đây thì có hai con cua nè mọi người thấy không, hai con cua. Còn ở đây thì sẽ có một cái kiểu sợi dây để con cua biết chuyển tả sao nữa. Đã, thì đây chính là bộ đồ này, nhìn rất là highlight luôn, bởi vì ngỗng kiểu muốn nhìn nó không rối, nhưng mà tự nhiên làm xong cái nó rối quá trời. À, ngỗng cũng có cho một ít màu nhũ lên nữa. Đấy, ở đây là những cái chi tiết ẩn cái biểu tượng của cua giải nè, nhưng mà nó mờ quá trời luôn, ngỗng lỡ chiếc màu nhũ quên á. Và đây là ở đằng sau. À, tụi mình sẽ quặp lại gì nè. Tay cũng vậy, bây giờ cái này thì sẽ kêu hơi mệt ha. Đã. Vậy thì ngỗng sẽ mặc lên cho mọi người xem. Bộ này thì mình mặc cũng tương đối dễ à. Đây. Giờ thì ngỗng sẽ chỉnh nó cho nó có một xíu. Đã. Rồi sau đó thì mình sẽ quặp cái phần này lại thôi. Như vậy thì nó giữ được khá là kỹ. Tùy bộ này vậy mà xinh, xinh cũng rất là xinh mọi người. Đó. Tuy là nó hơi hơi lơ một phần này nhưng mà không sao. Ok, bây giờ mình sẽ mang đến đôi giày nha. Đó. Cái này thì mình đột nhiên mình nhớ đến cái đôi giày của con bé Fuji nhà mình, cho nên là mình dễ vô luôn. Như vậy nhưng mà là màu vàng mọi người. Đấy, tí nữa thì mình sẽ phóng nhỏ lại cho mọi người xem full ha. Mình phóng một bộ gì nhìn cho nó không hồi hộp mọi người. Tôi chết mọi người, quên gắn tóc luôn. Ok, giờ mới gắn tóc nè. Đó, bộ này nhìn mà xinh phết mọi người. Ok, bây giờ thì mình sẽ đến tóc ha. Tóc thì ngọc sẽ thu nhỏ lại cho mọi người nhìn rõ nè. À, tóc thì ngọc sẽ dùng là cái ngọc sẽ suy nghĩ là mình chắc là ngọc chọn cái này. Đấy. Nhưng mà bây giờ mọi người là mình nên gắn trước cái ở đằng sau đi ha. Đấy, mình sẽ gắn cái này. Tóc dài đó hả? Trời. Ai theo dõi giỏi ngỗng lâu thì biết là ngỗng hay gặp vấn đề với mấy cái đồ mấy cái băng keo hai mặt mọi người. Nhìn gắn cái này trước nhìn nó kỳ kỳ. Sau một hồi quyết định thì mình quyết định chọn này trước. Bởi vì mình quên mất là ở ngoài cái ánh bì mình đã mix bộ này với cái tóc này luôn. À, nhìn dễ thương mọi người ha. Nhưng mà có điều là nó che mất cái con mắt rồi. Đó, nhưng mà không sao. Đấy, nhìn rất là đáng yêu luôn. Ta-da. Ủa, Ngọc nghĩ là có lẽ Ngọc thích bộ này nhất mọi người ơi. Đấy, thật là lạ lùng quá đi đó hết. Ok, Ngọc sẽ cho mọi người xem rõ hơn một xíu nha. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bộ trang phục tiếp theo. Ngọc sẽ làm một cái búng tay huyền thoại để gọi là mấy cái bộ đồ này nó văng đi hết ha. À mà quên mọi người ơi, Ngọc quên cho mọi người coi nhan sắc của em bé này. Nãy giờ mình chưa kịp cho mọi người xem luôn. Đó, Ngọc dạo này thích vẽ mấy cái mặt kiểu như này. Đấy. Tính nào mình thích bộ này nhất đấy mọi người. Đấy. Ok, sau khi đã chiêm ngưỡng nhan sắc của em ấy thì ông quyết định là mình sẽ gọi là lấy ra để mình mặc tiếp bộ trang phục khác ha. Ok mọi người ơi, ấy bây giờ thì mình sẽ đến với bộ đồ cuối cùng trong ngày hôm nay, đó chính là bộ này. Đầu tiên thì mình sẽ vẫn sẽ là mặc quần áo vô trước đi ha. Đấy. Cái này thì nó tiện hơn nhiều bởi vì là mình lấy ra rất là dễ dàng, mình còn có thể tái sử dụng được, mình mặc lại được mọi người.
Đấy, ngày xưa thì mình xài keo ấy, gõ ra cái này nó cong nguyên cái body luôn. Giờ thì nó đã hết cong rồi. Bộ này thì là bộ mà hỏng thích nhất luôn. Nhưng mà giờ Ngọc lại cảm thấy ưng cái bộ kimono hồi nãy hơn. Ở cái đó cũng không hẳn là kimono nữa. Đấy. Ok, tiếp đến thì Ngọc sẽ mang đến giày ha. Mặc dù mấy cái đôi giày này cắt rất là cực khổ, nhưng mà Ngọc vẫn thích vẽ mọi người. Lần nào tôi cũng gặp cực khổ, thành bỏ qua, cảm thấy trước. Tính là hai cái mình đều gặp cực khổ với nó luôn á. Bởi vì mình nghĩ là muốn hai cục lên vậy nhìn nó dễ thương. Đấy. Ta-da, dễ thương mọi người. Đấy, nhìn cưng nhỏ mang cái này là đúng chất con cua luôn đó. Nguyên một con cua trên đầu. Đấy, mình sẽ phóng to, to cho mọi người nhìn. Nguyên một con cua luôn. Đấy, bây giờ thì mình sẽ mang em ấy đến gần hơn để mọi người chiêm ngưỡng nhan sắc này. Đó. Bộ này thì Ngỗng không có cho ngủ, nhủ như Ngỗng quên mọi người. Hình như Ngỗng chỉ nhớ cho nhủ mỗi bộ kia thôi á. Bớt gì nó cũng rất là linh hoạt cho mọi người. Đấy. Nhìn mình thích nhất là cái khuôn mặt con ấy. Còn bộ đồ thì chắc là mình thích nhất bộ này. À, giờ thì Ngọc sẽ chỉnh cho nó bớt mờ lại nè. Và cho mọi người chiêm ngưỡng full body. Đấy, thì ok mọi người ơi, thì đây chính là bộ cuối cùng trong video ngày hôm nay. Nếu mọi người ơi video này hay thì lại cho Ngọc một like, một share cũng như là một đăng ký nha. Đó, và mọi người nhớ like like thật là nhiều cho Ngọc luôn, để gọi là gọi là sao ta, để gọi là giúp Ngọc đạt được con số 100k sub, cũng như là giúp video Ngọc có nhiều like nè, để Ngọc có thêm nhiều động lực nữa để làm thêm nhiều video hay cho mọi người cùng xem nha. Ok mọi người ơi, thì video Ngọc đến đây cũng đã khá là dài rồi. Nếu mọi người thấy video này hay, hãy để cho Ngọc một like nè, một share nè, một đăng ký nha. Đó, Ngọc định tạo dáng nhưng mà cái shop của em này nó không có được cổ như lắm, cho nên là Ngọc sẽ tạo một cái dáng đơn giản thôi. Đó. Đấy, mình tạo một cái dáng trước khi chào tạm biệt mọi người. Ok mọi người ơi, còn bây giờ đi, Ngọc xin chào lại tất cả mọi người. Hẹn mọi người ở những video lần sau. Ý mọi người nha.